một chuyến đi Bắc Kinh đầy khuất tất của tướng Lương Cường. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Nội dung họp lần này bao gồm việc bầu tân chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm. Khả năng cao thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ đảm trách chức vụ này. Như vậy, các ghế tứ trụ quyền lực nhất sẽ do 4 cá nhân nắm giữ thay vì 3 cá nhân như hiện nay. Quan trọng hơn, sự phân quyền này sẽ đưa thể chế chính trị Việt Nam trở lại nguyên tắc lãnh đạo tập thể vốn được duy trì từ năm 1986 sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Đó là lý do tại sao thông tin ông Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 10 được công luận hết sức quan tâm. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thăm Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đáng chú ý là khác với các chuyến thăm cấp cao gần đây của lãnh đạo Việt Nam, truyền thông trong nước không đưa tin trước và trong chuyến thăm này. Phải 2 ngày sau khi Lương Cường tới Bắc Kinh là đêm ngày 11 tháng 10, báo chí trong nước mới bắt đầu đưa tin về cuộc gặp giữa ông Lương Cường với ông Tập Cận Bình và cuộc hội đàm của người đồng cấp với ông Thái Kỳ. Câu hỏi được đặt ra là tại sao chuyến đi Trung Quốc của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường lại diễn ra trong lặng lẽ, thậm chí có vẻ như khuất tất đến như vậy. Điều đó liên quan gì tới việc gần đây có nhận định cho rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh đã bày tỏ thái độ không hài lòng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong các hoạt động đối ngoại gắn kết với Hoa Kỳ và phương Tây? Ông Lương Cường thăm Trung Quốc ngay sau sự kiện lính Trung Quốc tấn công, đánh đập dã man ngư dân Việt Nam tại Quảng Ngãi, gây thương tích khi họ đang khai thác thủy sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cùng thời điểm tướng Lương Cường sang chầu Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thì tại Viên Chăn, thủ đô Lào, hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra. Đáng chú ý, ngay sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu cam kết rằng Bắc Kinh sẽ tôn trọng và duy trì hòa bình trên Biển Đông, lập tức Tổng thống Philippines đã tát thẳng vào mặt Bắc Kinh khi gọi Trung Quốc là quốc gia không đáng tin cậy. Chuyện nói một đằng làm một nẻo là như vậy. Ông Marcos cũng kêu gọi ASEAN hãy đoàn kết chống lại sự bắt nạt đến từ bên ngoài đối với các thành viên của tổ chức. Vậy tại sao ông Lương Cường, một lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, thì lại tỏ ra quá lạc lõng khi đến Bắc Kinh để mà ý kiến kẻ xâm lược? Hơn thế nữa, trong cuộc gặp với Tập Cận Bình, ông Lương Cường còn khẳng định rằng tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới có giá trị to lớn đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Những điều vừa kể trên có liên quan gì cáo buộc mới đây cho rằng phe bảo thủ trong đảng dưới sự dẫn dắt của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã có những hành động cõng rắn cắn gà nhà hay không? Bất kể ông Tô Lâm hiện là Tổng Bí thư nắm quyền lực cao nhất trong đảng và bộ máy nhà nước của Việt Nam hiện nay, đây cũng là thời điểm mà Quốc hội Việt Nam sắp bầu chủ tịch nước mới và khả năng cao ông Lương Cường sẽ trở thành tân chủ tịch nước. Tại sao trong nội bộ của đảng hiện nay lại xảy ra hiện tượng bất bình thường đến như vậy? Điều đó có liên quan gì đến chủ trương của ông Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới hay không? Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ảnh hưởng đến quyền lực cũng như quyền lực lợi của một bộ phận không nhỏ trong đảng, đặc biệt là những nhân vật thuộc thành phần bảo thủ, kiên định với chủ nghĩa xã hội của Tổng Trọng, cũng như sự lãnh đạo tập thể theo cái gọi là tập trung dân chủ? Những thành phần này sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống trong quá khứ với chủ trương dựa hẳn vào Bắc Kinh để mà hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một chuyến đi Bắc Kinh đầy khuất tất của tướng Lương Cường. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Lương Cường và chuyến thăm Việt Nam của Lý Cường? Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 theo lời mời của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của ông Lý Cường diễn ra trong bối cảnh được cho là cơm không lành, canh không ngọt giữa hai người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.
theo một số nhận định, ông Tập Cận Bình không hài lòng về chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Biden. Đồng thời, ông Tập cũng khó chịu khi Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện, giống như Trung Quốc vậy. Pháp là một thành viên của Liên minh châu Âu và là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Có suy đoán cho rằng Thủ tướng Lý Cường đóng vai trò sứ giả để hàn gắn mối bất đồng giữa ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Đây là biểu hiện xuống thang của ban lãnh đạo Trung Quốc nhằm nhanh chóng bình thường hóa quan hệ đôi bên để tiếp tục tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh tới Hà Nội và nắm gọn đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là biện pháp vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc, sẽ không tha thứ cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong khi thái độ của các cá nhân và phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là giới tướng lĩnh quân đội, dường như im ắng, khác thường. Điều đó có liên quan gì đến các tin tức hiện nay về chính trường Trung Quốc khi có đồn đoán cho rằng nội bộ ban lãnh đạo Bắc Kinh đang lục đục lớn? Nhiều tay chân thân tín của ông Tập bị cách chức hay giáng cấp, tức là quyền lực của Tập Cận Bình đang suy giảm. Một diễn biến khác, ngay trước khi Lý Cường đến thăm Việt Nam, ngày 11 tháng 10 tại Bắc Kinh, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Lương Cường sang thăm Bắc Kinh khi chỉ còn ít ngày là Quốc hội Việt Nam sẽ bầu Chủ tịch nước mới, thay cho ông Tô Lâm, và theo giới quan sát, ông Lương Cường là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Chủ tịch nước này. Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc họp với ông Tập Cận Bình, Đại tướng Lương Cường phát biểu: "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam." Điều này chứng tỏ quan điểm của tướng Lương Cường trái ngược và khác biệt với Tổng Bí thư Tô Lâm, người được đánh giá là thực dụng, không đặt nặng về vấn đề lý thuyết. Không như các lãnh đạo Việt Nam từ trước đến nay, ông Tô Lâm được cho là không mấy coi trọng giữ thế cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một thí dụ gần đây nhất là ngày 10 tháng 10, trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ đã có bài viết nêu rõ: "Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác quốc phòng và các lợi ích an ninh chung với Việt Nam đã và đang gia tăng." Đó cũng là nguồn cơn của mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay về chính sách đối ngoại của ông Tô Lâm. Đó cũng là một lỗ hổng trong Lương Cường tận dụng nhằm giành lấy sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Bắc Kinh trong việc trở thành tân chủ tịch nước sắp tới đây. Khi trở thành chủ tịch nước, một trong bốn chiếc ghế tứ trụ đầy quyền lực, thì cơ hội ở lại Đại hội 14 của Lương Cường sẽ rất cao. Cũng như ông Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường đủ điều kiện nằm trong trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, Đại tướng Lương Cường cũng cần biết rằng, mặc dù hiện nay ông đã là một giới chức lãnh đạo dân sự, nhưng trước đây ông thuộc giới lãnh đạo quân đội. Trong quân đội có những mảng màu mỡ như mua bán vũ khí, mua bán chức quyền, ưu tiên sử dụng đất đai và tài nguyên, và ít có tướng lĩnh nào không nhúng chạm. Điều này sẽ là một bài toán quá dễ với một ông trùm an ninh tình báo như Tô Lâm, mà hiện nay là Bí thư Quân ủy Trung ương. Thậm chí có đồn đoán cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang giăng bẫy để úp sọt tân chủ tịch nước Lương Cường trước Đại hội Đảng 14 sẽ tổ chức vào đầu năm 2026. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin thấy gì qua chuyến thăm Trung Quốc của Lương Cường và chuyến thăm Việt Nam của ông Lý Cường. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.